Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải công nghệ về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và giao hàng bằng mô tô hai bánh. Quy định này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người bởi sau khi các nhà hàng quán ăn đóng cửa thì dịch vụ giao hàng rất được ưa chuộng. Và để làm rõ hơn về quy định này thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội. Vâng, thưa ông Long, bên cạnh những loại hình giao hàng được yêu cầu tạm dừng thì vẫn có một số dịch vụ giao hàng và người giao hàng hay còn gọi là shipper được phép hoạt động. Đây là những dịch vụ giao hàng nào và vì sao lại tiếp tục được hoạt động ạ? Sở Giao thông Vận tải là xác định cái yếu tố phòng dịch là yếu tố trên hết. Thế nên là được sự đồng ý của thành phố thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã thống nhất là đối với những cái đội ngũ mà giao hàng của các ứng dụng công nghệ do sẽ phải dừng hoạt động, và do đây là cái lực lượng không có người quản lý và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch. Và đối với các dịch vụ mà giao nhận đồ ăn từ các cửa hàng ăn uống cũng đã dừng các dịch vụ bán mang về. Thì riêng đối với xe vận chuyển hai bánh là nhân viên của các doanh nghiệp, bưu chính viễn thông, các siêu thị vẫn được phép hoạt động. Và các doanh nghiệp này được phép hoạt động trên cơ sở là sẽ phải đăng ký thông qua doanh nghiệp và Sở Công Thương để tổng hợp danh sách nhân viên để đăng ký và chịu trách nhiệm giám sát phòng dịch và đối với nhân viên đã đăng ký vận chuyển. Vâng, thưa ông, trong 24 ca dương tính phát hiện tại Hà Nội đến trưa nay thì đã có một trường hợp là nhân viên giao hàng của một chuỗi cửa hàng thực phẩm trong thành phố. Rõ ràng là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong đội ngũ giao hàng dù được phép là có. Vậy thì Sở đã có phương án quản lý giám sát thế nào đối với lực lượng này ạ, để đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như là quy định giãn cách xã hội? Sở Công Thương sẽ tổng hợp danh sách về nhân viên giao hàng bằng xe mô tô hay bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố có nhu cầu hoạt động, và các đơn vị bưu chính sẽ tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện hay còn gọi là bưu tá thuộc quyền quản lý và có nhu cầu hoạt động trên địa bàn thành phố. Và cái việc đăng ký danh sách thì sẽ gửi qua một cái địa chỉ email của Sở Giao thông Vận tải, và qua đó thì cũng phải cung cấp cho đầu mối liên hệ của cơ quan đăng ký của mình với tên số điện thoại để Sở Giao thông Vận tải xác nhận thông tin. Và căn cứ vào cái danh sách đề nghị của các cơ quan và đơn vị nêu trên thì Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ thực hiện xác nhận cái thông tin về phương tiện được phép hoạt động online, cái việc xác nhận này bằng online, và cho nhân viên vận chuyển qua cái số điện thoại bằng hình thức tin nhắn. Và cái tin nhắn này thì sẽ được thực hiện trong một thời gian rất là ngắn và thao tác rất là đơn giản. Và sau khi nhận được cái tin nhắn của Sở Giao thông Vận tải về thông báo thì nhân viên vận chuyển sẽ chụp ảnh màn hình tin nhắn xác nhận gửi của Sở Giao thông Vận tải và xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra yêu cầu. Vâng, cảm ơn những thông tin từ ông Đào Việt Long.